và lũy thừa với số mũ tự nhiên thì cũng có các phép toán nhân và chia các lũy thừa có cùng cơ số như sau. Đầu tiên là phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Với cùng cơ số là a thì a mũ m nhân a mũ n sẽ bằng a mũ m cộng n. Để thực hiện phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ. Tương tự với phép chia hai lũy thừa cùng cơ số cùng cơ số a thì a mũ m chia a mũ n bằng a mũ m trừ n giữ nguyên cơ số a và lấy số mũ m trừ đi số mũ n ở đây phải có điều kiện cơ số a khác không và số mũ m lớn hơn hoặc bằng số mũ n đặc biệt trong trường hợp m bằng n các em cho thấy biết a mũ m trừ n chính là a mũ không và người ta quy ước A mũ 0 bằng 1. Từ các quy tắc này, các em trả lời cho thầy ví dụ tiếp theo. Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng một lũy thừa. Phép tính đầu tiên là 12 mũ 7 chia cho 12. Phép tính thứ hai là 2 x 32 và nhân 16. Phép tính cuối cùng là 2 x 3 x 66. 6. Ở phép tính đầu tiên, ta thực hiện quy tắc chia hai lũy thừa, ở đây có cùng cơ số 12. Kết quả sẽ là 12 mũ 7 trừ đi 1. Các em chú ý, 12 chính là 12 mũ 1. Kết quả cuối cùng là 12 mũ 6. Tương tự, với K, chúng ta sẽ cùng đưa về lũy thừa cơ số 2. 2 chính là 2 mũ 1. 32 các em cho thể biết sẽ bằng 32 thì bằng 2 mũ 5 và 16 bằng 2 mũ 4. Áp dụng quy tắc nhân lũy thừa, ở đây là 3 lũy thừa có cùng cơ số 2. Ta cũng thực hiện tương tự như nhân 2 lũy thừa cùng cơ số. Giữ nguyên cơ số 2 và cộng các số mũ 1 cộng 5 cộng 4 và đáp số là 2 mũ 10. Còn với phép tính cuối cùng, ở đây có 2, có 3 và có 6, chúng ta sẽ đưa về lũy thừa với cơ số là bao nhiêu? thì các em quan sát được 2 x 3 chính bằng 6. Do đó, ta có 6 mũ 1 nhân với 6 mũ 6. Áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số 6. Giữ nguyên 6 và lấy 1 cộng 6 số mũ bằng 7. Kết quả là 6 mũ 7. Tương tự, các em trả lời tiếp cho thầy câu hỏi so sánh các biểu thức B và C. Để so sánh hai biểu thức này, các em tính lần lượt cho thầy giá trị của B và giá trị của C sẽ bằng bao nhiêu nhé? Đầu tiên là với B, chúng ta sẽ đưa về lũy thừa có cơ số 2. Bởi vì, chính xác, 4 thì bằng 2 bình phương. Cho nên, B sẽ bằng 2 mũ 1, nhân 2 mũ 3 và nhân 2 mũ 2. Giữ nguyên cơ số 2, 1 cộng 3 cộng 2, kết quả là 2 mũ 6. Tương tự, kem cho thể biết C sẽ có kết quả bằng với lũy thừa nào sau đây nhé. Ở đây 8 chính là 2 mũ 3, cho nên C bằng 2 mũ 0 nhân 2 mũ 9 và chia cho 2 mũ 3. Nên kết quả là 0 cộng 9 và trừ đi 3. Đáp số 2 mũ 6. B và C cùng bằng 2 mũ 6, cho nên kết quả của ví dụ 4 là B bằng C. Và đây cũng là nội dung cuối cùng trong bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thầy cảm ơn sự theo dõi của các em và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo trên olm vn nhé